Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TechMag. Mình là Jobel. Hôm nay chúng ta quay trở lại một video TechBack nói về sự hồi sinh của HTC. HTC thực sự là một công ty nổi bật, nói thẳng như vậy. Cách đây vài ngày thì công ty Loan đã kỷ niệm lần sinh nhật thứ 20 của họ. Có thể thấy trong 2 thập kỷ qua, HTC đã thay đổi hoàn toàn. Khi mà trong thời gian trở lại đây, họ đã không còn cơ hội cạnh tranh thương hiệu với hai gã đầu bò là Samsung và Apple trong thế giới di động hiện tại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà HTC có thể trở thành một cái tên của quá khứ như kiểu Nokia hay BlackBerry. Bởi vì về cơ bản thì HTC vẫn còn những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi của họ. Và nhân dịp kỷ niệm 20 năm HTC, chúng ta cùng nhau nhìn lại một chút về những thăng trầm cũng như những lần đổi mới của HTC để thấy được rằng họ đã bước qua cái quá khứ theo cách nhìn thế nào. Khởi đầu của HTC là từ một OEM vô danh lên đến một thương hiệu độc lập đầy uy tín. Như đã đề cập, HTC hiện nay đã có tuổi đời tròn 20 năm. Nhưng khoảng thời gian mà người dùng thực sự biết đến sự tồn tại của họ lại ngắn hơn con số 20 năm rất là nhiều. Lý do nằm ở việc khi bắt đầu thành lập, HTC tồn tại dưới hình thức một công ty OEM, OEM đó, cung cấp các thiết kế gốc và sử dụng logo của các hãng chỉ định hợp tác sản xuất với họ, thay vì tự thiết kế bán lẻ ra thị trường. Những thiết bị đầu tiên do HTC sản xuất chính là cái mẫu VDA, trợ lý kỹ thuật số cá nhân. HTC chỉ thực sự tách ra như một thương hiệu riêng vào gần 10 năm sau. Dĩ nhiên, dù hoạt động dưới cái tên nào thì HTC vẫn luôn được biết đến như một hãng di động luôn đón đầu xu hướng. Ví dụ như nhìn thấy tương lai của thiết bị cảm ứng cầm tay mà Windows Mobile là cái tên tiên phong. Các sản phẩm do HTC sản xuất cũng được đánh giá cao về mặt chất lượng và được nhiều công ty đặt hàng, nhất là các mẫu PDA mang thương hiệu O2. Khi mà có thời điểm, thị phần OEM của HTC chiếm tới 50% lượng PDA chạy Windows CE và PPC 2000. Tiếp theo là đón đầu xu hướng Android. Nếu như Windows Mobile tạo nên sự tiên phong về một thiết bị cảm ứng, thì Android có thể coi như là kẻ phổ cập trào lưu đó ra toàn thế giới như hiện tại. HTC cũng nắm bắt được và quyết định hợp tác với Google để ra mắt chiếc điện thoại Android đầu tiên trên thế giới mang tên là HTC G1, chắc bạn đều biết. Tiếp tục bước chạy đà khá tốt của G1 thì công ty này tiếp tục ra mắt các mẫu điện thoại Android được đánh giá cao tiếp theo như HTC Hero hay HTC Design. Những thay đổi liên tục về kiểu dáng cũng như là phần mềm như vậy đã cho thấy một hình ảnh HTC luôn tràn đầy ý tưởng và cố gắng làm cho nó tốt nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể sớm nhận ra cái mặt trái của nó, đó là những cái hoạt động tiếp thị marketing rất hạn chế bởi kinh phí đã được ưu tiên rót vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Có thể đấy thì đây cũng là lý do mà năm 2010 HTC đã chèn thêm một dòng slogan dưới thương hiệu của họ với tựa đề là Quietly Brilliant, kiểu là rực rỡ một cách lặng lẽ, nhằm ám chỉ rằng công ty không cần chi tiền quảng cáo ầm ĩ nhưng vẫn được số đông người dùng trung thành bởi vì chất lượng sản phẩm của họ rất tốt. HTC cũng là công ty sáng tạo về cả phần cứng cũng như là phần mềm. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, HTC thực sự có thể coi là một công ty sáng tạo bậc nhất. Những sản phẩm cao cấp nhất của họ luôn được trang bị những phần cứng xử lý mạnh mẽ nhất, trong khi phần mềm cũng sáng tạo với nhiều dấu ấn riêng, mà cụ thể là thương hiệu Sense với giao diện đề cao cái sự đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự chăm chút kỹ lưỡng của công ty trong nhiều năm. Kể cả đến thời điểm hiện tại, Sense đã gắn liền với HTC kể từ ngày họ còn làm việc với cả Windows Mobile cho đến khi trở thành một cái thứ là phải có để phân biệt HTC với hầu hết những tên tuổi khác trên thị trường Android bây giờ. Tuy nhiên, HTC bắt đầu hụt hơi. Đó chính là bộ mặt của HTC trong vài năm trở lại đây. Từ địa vị của một nhà sản xuất đầy sáng tạo, HTC bây giờ đã chững lại và tụt dốc trong một khoảng thời gian dài. Những sản phẩm của họ vẫn có chất lượng tốt, nhưng sự sáng tạo về cả thiết kế tính năng bắt đầu mờ nhạt dần. Mà dòng flagship HTC One chính là tội đồ lớn nhất cho sự trượt chân của HTC trong thời gian quá dài. Nhưng William Mann với báo cáo đáng thất vọng liên tiếp gõ cửa công ty này. Và cho đến khi họ không còn gì để mất, thì cũng lúc chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn có thể xảy ra. Học được từ những sai lầm và hứa hẹn cất cánh trở lại, đó là những gì chúng ta thấy được về mặt của HTC vào thời điểm bây giờ. Với ấn tượng rõ ràng nhất ở chiếc HTC U11, đây là những thay đổi lớn nhất mà HTC đang cố gắng làm để lấy lại hào quang trước đây cho bản thân, cũng như tìm lại được một vị trí xứng đáng cho nỗ lực ngày nào của họ. Với chiếc U11, công ty Loan đã đem đến rất nhiều thứ để giúp nó trở thành một chiếc điện thoại đáng sở hữu nhất, như là camera tuyệt vời, trải nghiệm âm thanh đỉnh cao với hàng loạt công nghệ cao cấp hỗ trợ, đặc biệt là tính năng Edge Sense, là cái này cảm biến bóp đó. Đấy, thực sự tỏ ra là một sự mở rộng đầy hữu ích, cũng như thể hiện được cái sự đổi mới thực sự của HTC cho những ngày tháng xa lầy vừa qua. Cuối cùng thì giá bán của chiếc flagship này cũng được cho là hợp lý, không còn bị coi là quá ảo tưởng như kiểu là hoang tưởng company mà các bạn đang đặt tên cho HTC nữa so với những điện thoại ngày trước HTC đạt ở tầm cao cấp. Tất cả những điều này sẽ hứa hẹn rằng điện thoại mang thương hiệu HTC thực sự sẽ trở nên đáng sở hữu hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hãy nói về tầm nhìn trong tương lai về HTC. Di động đã không còn là mục tiêu duy nhất của HTC nữa, thay vào đó là những công nghệ hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên số mới như mạng 5G hay thực tế ảo. Chủ tịch của HTC, bà Chia Liên Trang, từng cho biết công ty đang rất quan tâm tới mạng 5G và sẽ trình diễn các sản phẩm dịch vụ liên quan
vào năm 2020, rất là xa nhưng mà đi giả vẫn có. Bên cạnh đó thì mảng thực tế ảo cũng được HTC thực sự chú trọng với dòng sản phẩm Vive như một ví dụ điển hình nhất. Vive thực sự đã chứng minh được rằng nó là những cái thiết bị thực tế ảo tốt nhất mà người dùng có thể sở hữu, chứ không phải là một công ty nào khác như Lenovo hay là Samsung, dù sản phẩm có sự tương đồng. Do đó trong tương lai, nhiều khả năng chúng ta được chiêm ngưỡng một hình ảnh HTC rất khác biệt với nhiều ý tưởng mới, dự án mới thể hiện sự đầu tư xứng tầm về mặt chất xám. Có thể thấy thì trong 20 năm qua, HTC dù đã thay đổi nhưng mà chất của họ thì dường như vẫn vậy. HTC vẫn là một công ty khá khiêm tốn khi thể hiện ra bên ngoài, nhưng những sản phẩm của họ thì luôn mang đến một cái sự tin cậy đặc biệt khi sử dụng. Đó là thành quả của một quá trình nghiên cứu phát triển nghiêm túc, khi mà có một phép thống kê đã chỉ ra rằng tới 80% các nhân viên tại các cơ sở của HTC đều từ bộ phận R&D, tức là nghiên cứu phát triển sản phẩm. Qua đó đủ thấy công ty Loan có thừa sự nghiêm túc trong chế tạo sản phẩm đến mức nào. Chính những sự thay đổi tích cực như hiện nay cộng với tinh thần làm việc đã được định hướng từ rất lâu sẽ hứa hẹn giúp HTC có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường vào thời gian tới. Hãy cùng nhau hy vọng như vậy. Và đó là video Tech Back ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ và thỏa mãn được cái bộ óc của mình khi nói về HTC. Nếu thấy video này hay thì đừng quên bấm like cũng như subscribe với kênh của Tech Back để theo dõi các video khác. Hay hơn thì hãy để lại like. Mình là Suel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.